Chào mừng các bạn trở lại đến với Marvel Con Nơi mà chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả mọi thứ về Transformers Và hôm nay sẽ là video Tiêu điểm nhân vật Iron 2 Iron 2 là một trong những Transformers xuất hiện đầu tiên trong một bộ đồ chơi có tên là Carobot và được phát hành ở Nhật Bản vào năm 1982. Iron 2 lúc đó xuất hiện dưới hình ảnh là một chiếc Nissan Cherry Vantage màu đỏ và có chế độ biến hình, không phải là một robot có sự sống mà là robot do con người điều khiển từ xa, cho nên nhìn tạo hình của anh ta ở phiên bản này khá là vô tri. Khi được chuyển thể lên hoạt hình Transformer G1 thì Iron 2 đã được thiết kế lại để giống với một Transformer ở hành tinh Cybertron hơn. Trong show này thì Iron 2 là một trong những nhân vật có tuổi đời già dơ, hổ báo và nổi bật nhất của cả series. Anh ta xuất hiện ở nhiều tập hơn bất kỳ những Autobot nào khác, ngoại trừ Optimus và Bumblebee, bởi vì tuổi éo ấy bằng men chính được. <laughs> anh ta có một cơ thể được tích hợp các vũ khí phải gọi là ảo vãi cả trưởng, ví dụ như đôi mắt có thể quét tầm nhìn ban đêm, một mũi khoan giấu ở trong tay trái và đặc biệt nhất là súng bắn chất lỏng từ năm đầu ngón tay của anh ta, nó có thể bắn ra nhiều loại chất lỏng kiểu như dung nham, keo dính và nitơ lỏng mẹ ảo thật đấy. <laughs> Thi thoảng thì Iron 2 cũng lãnh đạo Autobot trong phút chốc khi Optimus vắng mặt nhưng sự nổi tiếng trong Autobot của Iron 2 chỉ sau Optimus và Bumblebee lại không giúp anh ấy trốn thoát khỏi định mệnh của tử thần. Khi ở trong Transformers The Movie năm 1986 thì Iron 2 đã làm nền cho sự độc ác của Starcream và Megatron. Khi Decepticon tấn công vào tàu của Autobot thì Starcream đã bắn trọng thương Iron 2 để rồi Megatron bước tới kết liễu anh ta một cách rất đau đớn. Đến năm 2001 ở trong Transformer AID thì Ironhide xuất hiện với tạo hình là một chiếc xe bán tải màu bò sữa và có biểu tượng hình con bò màu đỏ ở trên đầu xe. Anh ta là thành viên khỏe nhất trong biệt đội gián điệp Sidechanger. Khi đến với Transformer Animated năm 2008 thì Ironhide đã được quay trở lại với tạo hình gốc. Ở phiên bản này thì anh ta được cho là trẻ hơn so với phiên bản ở G1 và là một nhân vật phụ với khả năng biến đổi cơ thể thành một bộ giáp không thể bị phá hủy anh ta còn thường xuyên làm nhân vật chính trong 13 năm ở dòng truyện IDW từ những sự kiện như săn lùng machination trên trái đất chiến đấu cùng autobots trên hành tinh Cybertron và ngay cả khi thất bại dẫn đến cái chết của mình trong một nhiệm vụ mà Hot Rod đã dẫn đầu và gặp trục trặc nhưng sau đó anh ta vẫn được Alpha Trion hồi sinh để tiêu diệt bầy Insecticon đột biến của Decepticons để rồi đến cuối cuộc chiến Ironhide đã được thăng chức làm người đứng đầu của lực lượng cảnh sát mới ở hành tinh Cybertron và cuối cùng thì Iron 2 cũng được Michael Bay chuyển thể lên phim người đóng vào năm 2007. Có vẻ như việc sở hữu quá nhiều vũ khí ở bản G1 là nguồn cảm hứng chính của Iron 2 ở trong vũ trụ này. Bằng chứng là anh ta được mô tả là một người lính già có nhiều kinh nghiệm và kiêm luôn cả vai trò kỹ sư vũ khí cho Autobots. Nhiệm vụ chính của anh ta trong phim là làm việc với quân đội để bảo vệ trái đất, để chống lại Decepticons. Đó là cho đến khi anh ta bị Sentinel bắn lén bằng khẩu súng phân hủy cơ thể trong phần phim Dark of the Moon năm 2011 cho đến Bumblebee 2018 thì Iron hai cũng đã được xuất hiện thoáng qua trong một đoạn hồi tưởng ở Cybertron. Còn số phận của anh ta thì tôi cũng không rõ nữa vì trong phần mới nhất Transformer Rise of the Beast cũng không nhắc gì đến anh ta. Vậy nên khả năng hẹo thì cũng là 50-50 mà thôi. Video đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay hãy đăng ký cho Marvelcon Con để mình tiếp tục ra những nội dung mới hơn trong tương lai nhé. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt.